Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trong hôm nay thì một số ngày tới, không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17 cho đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Theo dự báo, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi chuyển rét. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn trên diện rộng và dông. Ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối, sạt lở trên sườn dốc, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Thưa quý vị, trong đêm qua và sáng sớm nay tại khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to và dông. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trước tình hình này, nhiều tỉnh thành của miền Trung đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn tại nhiều địa phương, đồng thời nhanh chóng đưa ra kế hoạch đảm bảo an toàn cho người dân trong những ngày tới. Để chủ động ứng phó mưa lớn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị lực lượng vũ trang, các sở ban ngành địa phương cần khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 6, đồng thời theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai. Các sở ngành địa phương thông tin cảnh báo thường xuyên và sẵn sàng triển khai phương án phòng chống thiên tai, rà soát các khu dân cư ở vùng trũng thấp, ven sông suối có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Cùng ngày, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế ban hành lệnh tiếp tục điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tua bin với lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 650 đến 900 mét khối một giây. Việc điều tiết này nhằm hạ nhanh mực nước hồ tạo dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cũng cảnh báo từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 11 ở tỉnh nguy cơ xảy ra các đợt mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là những trận mưa cường suất lớn gây lũ lớn trên báo động 3, ngập úng diện rộng, lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ra công điện yêu cầu các cơ quan và đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài. Ngày 3 tháng 11, UBND tỉnh Quảng Bình cũng có công điện yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn có thể kéo dài trong những ngày tới, đồng thời khuyến cáo người dân dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để phòng ngập lụt tái diễn do mưa lớn. Thưa quý vị, với mục đích giảm thiểu ảnh hưởng môi trường trong quá trình sản xuất, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, tỉnh Trà Vinh đã khuyến khích nông dân phát triển các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao gắn với bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Vụ thu đông 2024, nông dân xã An Trường, huyện Càng Long đã thực hiện thành công mô hình xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm vi sinh trên đồng ruộng, không chỉ đem lại hiệu quả về năng suất mà còn giúp bảo vệ môi trường tại địa phương. Ông Đoàn Phước Sung, xã An Trường, huyện Càng Long đang thu hoạch 1,1 hectare lúa giống OM18 trong mô hình xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm vi sinh trên đồng ruộng. Vụ thu đông này, ông được các nhà khoa học của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chế phẩm vi sinh và hướng dẫn kỹ thuật phun xịt, tiêu hủy gốc rơm rạ sau khi thu hoạch. Kết quả, gia đình ông giảm khoảng 20% chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất lúa đạt 6 tấn 1 hectare, cao hơn vụ thu đông năm trước 1 tấn 1 hectare, nên lợi nhuận gia đình ông tăng thêm 15% so với trước. Tôi thấy so với mấy năm vừa qua thì nó có đạt lượng hơn. Thứ nhất là nó là bảo vệ được môi trường, không đốt rơm rạ làm ô nhiễm môi trường. Thứ hai là nó được tránh được cái lúa lộn với cỏ, rồi giảm được cái phân bón. Gia đình ông Đoàn Chí Hải, cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Càng Long, bắt đầu thử nghiệm sử dụng chế phẩm vi sinh để phân hủy gốc rơm rạ sau thu hoạch lúa trên diện tích 0,6 ha từ vụ hè thu năm 2024. Thấy rõ hiệu quả, nên ông Hải đã vận động 8 hộ trồng lúa trên diện tích 8 ha ở xã An Trường cùng tham gia mô hình. Đến nay, các hộ thu hoạch với năng suất bình quân trên 6 tấn 1 ha, cao hơn ngoài mô hình từ 0,5 đến 1 tấn 1 ha. Cái mô hình này nó có ý nghĩa rất là quan trọng và nó đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của mong muốn của người dân.
cho nên chúng tôi là tha thiết là vận động cô bác là tích cực làm theo. Nếu mà được có chính sách hỗ trợ nữa thì cái người dân nó càng mở rộng hơn. Thay đổi nhận thức của người dân trong cái vấn đề mà đốt rơm rạ là cái khó nhất mà chúng tôi gặp phải. Và làm thế nào để thuyết phục được người dân, làm thế nào để cho họ thay đổi cái nhận thức về cái vấn đề đốt rơm rạ thì đấy là cái điều mà chúng tôi luôn băn khoăn. Tỉnh Trà Vinh có tổng diện tích trồng lúa gần 82.500 ha, chiếm trên 58% diện tích đất nông nghiệp. Địa phương xác định đây là cây trồng chủ lực, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, cây lúa ở Trà Vinh còn tạo sinh kế, mang nguồn thu nhập chính cho khoảng 60% người dân nông thôn. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã thực hiện dự án này tại Đồng Nai. Trong đợt này thì bên Đồng Nai vẫn tiếp tục sử dụng và chúng tôi lại triển khai xuống Trà Vinh, cũng như ở các tỉnh ngoài Bắc chúng tôi đang thử nghiệm ở Thanh Hóa và Ninh Bình. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích lúa chất lượng cao và phát thải thấp đạt khoảng 30.700 ha. Dù tăng về giá nhưng xuất khẩu hồ tiêu của nước ta cũng liên tiếp ghi nhận đà giảm những tháng gần đây do chịu sức ép từ nhiều yếu tố. Ở thị trường nội địa, giá tiêu hôm nay trong khoảng 140-141.000 đồng một kg, giữ ổn định so với ngày hôm qua. Cụ thể tại tỉnh Gia Lai, Đồng Nai, Bình Phước, giá tiêu ở mức 140.000 đồng một kg. Trong khi đó, các địa phương như Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu được thu mua với mức 141.000 đồng một kg. Tổng kết tuần qua, giá tiêu giảm trung bình từ 2.000 tới 2.500 đồng một kg. Nguồn cung hồ tiêu nói chung vẫn đang thấp, nhưng trước mắt, nhu cầu thị trường tương đối chậm, dòng tiền đang chuyển dịch sang cà phê. Do đó, giá hạt tiêu có thể sẽ duy trì mức ổn định hoặc giảm nhẹ do sức cung yếu. Thưa quý vị, với mục tiêu khuyến khích nông dân phát triển sản xuất tích tụ tập trung đất đai, thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ. Trong đó có nghị quyết số 08 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định cơ chế chính sách hỗ trợ tích tụ tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028. Tuy nhiên, sau hơn một năm được ban hành, hiện nhiều đại điền ở Thái Bình vẫn đang rất khó khăn để tiếp cận được chính sách này. Hiện nay, tại tỉnh Thái Bình, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang gặp nhiều bất cập, dẫn đến việc nhiều đại điền không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo nghị quyết số 08. Nghị quyết này được ban hành với mục đích thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung đất đai, trong đó chủ thể tích tụ được hỗ trợ kinh phí cải tạo đất, cải tạo mặt bằng sản xuất, cải tạo giao thông, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất. Dù cơ chế rõ ràng nhưng đã hơn một năm, các đại điền vẫn chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc liên kết đảm bảo đủ thủ tục cũng gặp nhiều khó khăn, một phần do tâm lý giữ đất của nông dân cho dù không có nhu cầu canh tác. Để nghị quyết 08 thực sự trở thành chỗ dựa mạnh mẽ, giúp cho các đại điền phát triển sản xuất, sẽ rất cần những đổi mới, phù hợp với thực tiễn, đồng thời cần có chính sách cụ thể trong việc đẩy mạnh cấp quyền sử dụng đất trong thời gian tới.